Chị không có cười, chị không thích cười, tại nó không có được như ý á. Hai hàm trên hàm dưới, hai mấy cái đúng. Nên trước đó thì chị có làm chỗ khác nhưng mà nó bị xưa, không có được đều, nó không có được trong đẹp. Chị không có cười, chị không thích cười nữa, tại nó không có được như ý á. Cũng cười hết á, chị rất là hài lòng, thích lắm, làm lại thì vui lắm, cả 100% vậy đó, rất là thích.